thủy quân lục chiến Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraina. Ukraina tuyên bố giành lại làng chiến lược gần Bakhmut. Hai vũ khí đáng gờm của Nga đang cản trở cuộc phản công của Ukraina. Su-34 Nga lần đầu phóng tên lửa hành trình tầm xa ở Ukraina. Tổng thống Ukraine Zelensky đến Mỹ vào tuần tới. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh Thế giới trên kênh YouTube Tạp chí về Times. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 9 đã công bố video cho thấy lực lượng thủy quân lục chiến của hạm đội Thái Bình Dương đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine gần Vuleda. Thủy quân lục chiến Nga với sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh đã ngăn chặn mọi nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu ở các nước NATO và được trang bị các loại xe tăng chiến đấu mới, trong đó có xe tăng chiến đấu Leopard 2 hiện đại. Tuy nhiên, Nga vẫn tuyên bố gây tổn thất cho lực lượng Ukraine. Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 66.000 quân và 7.600 thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công hồi tháng 6. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo buổi sáng ngày 15 tháng 9, Quân đội Ukraine đã giành lại một ngôi làng gần thành phố Bakhmut ở miền đông nước Nga. Quân đội Ukraine đã gây tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị của đối phương, đồng thời củng cố một số khu vực, báo cáo cho biết thêm. Anrika nằm cách Bakhmut khoảng 14 km về phía nam, có dân số trước xung đột ít hơn 100 người. Tuyên bố giành lại Andriyka được đưa ra một ngày sau khi xảy ra bất đồng giữa giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đơn vị tác chiến trên thực địa. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 14 tháng 9 từng thông báo làng Andrivka đã nằm trong sự kiểm soát của Kiev. Tuy nhiên, sau đó, lữ đoàn xung kích độc lập số 3 của Ukraine đang chiến đấu trên thực địa lên tiếng bác bỏ, cho rằng việc đưa tin như vậy còn quá sớm. Tài khoản Telegram của đơn vị này viết rằng, giao tranh nghiêm trọng và nặng nề vẫn tiếp diễn ở các khu vực Klitschivka và Andrika. Những tuyên bố như vậy đe dọa tính mạng của binh sĩ và gây tổn hại đến quá trình chiến đấu. Bà Malia sau đó phải đính chính và cho biết đã có sự cố liên lạc giữa một số nguồn thông tin báo cáo trực tiếp từ hiện trường. Trong báo cáo sáng ngày 15 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố đạt thành công một phần gần làng Klitschivka khác ở phía nam Bakhmut. Thành phố Bakhmut là nơi diễn ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm ngoái. Bakhmut từng là nơi sinh sống của khoảng 70.000 người. Theo giới phân tích và các binh lính trên chiến trường, lực lượng Nga đang tấn công quân đội Ukraine bằng máy bay không người lái UAV và bom dẫn đường. Đây là chiến lược được Nga sử dụng để khai thác những điểm yếu của Ukraine, trong đó bao gồm cả thực tế, Kiev có hệ thống phòng công hạn chế và số lượng máy bay chiến đấu ít hơn nhiều so với Nga. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên không ở Zaporizhia bằng cách sử dụng hai loại vũ khí có sẵn với số lượng lớn, UAV tấn công tự sát và bom dẫn đường, các mối đe dọa trên không này đã làm phức tạp thêm nỗ lực của Ukraine trong cuộc phản công ở Zaporizhia, vốn là chìa khóa để Kiev cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho Nga từ Crimea. Lực lượng Ukraine đã có những bước tiến nhất định, tạo thành một mũi nhọn hình chữ V và địa hình đối phương. Tuy nhiên, khu vực mà Ukraine tái chiếm được không đáng kể, khiến phương Tây lo ngại rằng cơ hội để Kiev giáng đòn chí mạng và lực lượng Nga đang mờ dần đi khi mùa đông đến gần. Hai loại vũ khí nêu trên được sử dụng cho các mục đích khác nhau. UAV cảm tử Lancet thường được sử dụng để tấn công các phương tiện của Ukraine. Trong khi những quả bom thông thường được cải biến thành bom dẫn đường và phóng từ máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu như sở chỉ huy đối phương. Ông Oleksiy Menik, chuyên gia quân sự tại trung tâm Razumkov, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Kiev cho hay, bom dẫn đường của Nga là mối đe dọa đáng gờm do đặc điểm cấu trúc bằng sắt nặng, chúng rất khó bị đánh chặn vì tên lửa phòng không được thiết kế để tấn công các mục tiêu mỏng hơn. Số lượng bom mà Nga sở hữu cũng là một thách thức đối với Ukraine. Mới đây, tiêm kích bom Su-34 của Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình tầm xa nhằm tăng cường khả năng tập kích mục tiêu tại Ukraine. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14 tháng 9 rằng tiêm kích bom Su-34 đã thử lửa với loại tên lửa hành trình tầm xa trong chiến dịch tại Ukraine và đánh trúng mục tiêu quân sự của đối phương. Đây không phải loại tên lửa mới, nhưng nó chưa từng được phóng từ dòng Su-34. Điều này giúp tăng cường phương án tác chiến cho cả máy bay và tên lửa. Nguồn tin không tiết lộ loại tên lửa cụ thể, nhưng nói rằng phiên bản mới nhất của tiêm kích bom Su-34 đã được sử dụng trong trận không kích. Quá trình thử lửa giúp hoàn thiện năng lực cho dòng Su-34, trong đó có mang tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay nhằm chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra xung đột với NATO và chúng cần thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, người này cho hay. Bộ Quốc phòng Nga và giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ xuất hiện tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, sau đó có cuộc gặp Tổng thống Joe Biden và các thành viên quốc hội nước này tại Washington, Mỹ. Tờ New York Times dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ trực tiếp xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 như một phần của cuộc họp mặt thường niên của Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. Tuy nhiên, điểm tới tiếp theo trong chuyến công du của ông tới Washington, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng và các thành viên quốc hội ở Điện Capitol, vẫn chưa được công bố chính thức. Lần gần nhất Tổng thống Zelensky đến thăm Washington là vào tháng 12 năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên ông Zelensky rời Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã chỉ trích việc Iran hỗ trợ Nga về mặt quân sự nhằm chống lại Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Theo Chủ tịch EC, Tehran đã ngược đãi người dân, đồng thời giúp Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt và khủng bố người dân Ukraine. Bà khẳng định rằng Iran đã cung cấp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin máy bay không người lái UAV cảm tử nhằm sử dụng vào các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Dù bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế, Nga và Iran đã mở rộng hợp tác về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, Tehran từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây cho rằng quốc gia này cung cấp UAV cho Moscow để chống lại Kiev. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức, Pháp E3 đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế và trừng phạt liên quan tới phổ biến hạt nhân, vũ khí và công nghệ đối với Iran do Tehran tiếp tục vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ trong kế hoạch hành động chung toàn diện GCPOA từ năm 2019. Theo quy định trong GCPOA, Giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận này sẽ là ngày chuyển tiếp vào hôm 18 tháng 10 sắp tới, được thực hiện hoặc 8 năm sau khi văn kiện có hiệu lực, hoặc khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kết luận rằng tất cả vật liệu hạt nhân còn lại ở Iran được sử dụng vào mục đích hòa bình. Ngày chuyển tiếp đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt còn lại liên quan đến hạt nhân, các hạn chế về tên lửa đạn đạo và chế tài liên quan đối với Iran. Sau thông báo nêu trên, các nước E3 sẽ tiếp tục gia tăng sức ép để Iran quay trở lại bàn đàm phán và kiềm chế chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, E3 cũng khẳng định sẵn sàng đảo ngược quyết định nếu Iran tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ, theo GCPOA. Người đứng đầu lực lượng không quân của Mỹ ở châu Âu và châu Phi, tướng James Hecker cho biết, quân đội Mỹ đã nối lại các chuyến bay không người lái và nhiệm vụ của máy bay có người lái bên ngoài căn cứ của Mỹ ở Niger trong khuôn khổ hoạt động chống khủng bố. Việc quân đội Mỹ nối lại các hoạt động nêu trên diễn ra hơn một tháng sau khi bị tạm dừng do cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7 ở Niger, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Phát biểu với các phóng viên tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ tại National Harbor, bang Maryland, Mỹ hôm 13 tháng 9, tướng Hacker cho biết các hoạt động trinh sát của máy bay không người lái Mỹ đã được nối lại trong những tuần gần đây sau cuộc đàm phán với các thủ lĩnh cuộc đảo chính ở thủ đô Niamey của Niger. Hãng tin AP dẫn lời vị tướng này cho biết trong một thời gian, họ không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào tại các căn cứ, gần như đóng cửa các sân bay. Thông qua tiến trình ngoại giao, họ hiện đang thực hiện một số lượng lớn các nhiệm vụ như đã làm trước đây. Theo kế hoạch ban đầu, tòa sẽ mở phiên xử ông Trump và công ty của gia đình ông theo đơn kiện của trưởng công tố New York, Letitia James, vào ngày 2 tháng 10. Tuy nhiên, một thẩm phán của tòa phúc thẩm bang New York, Mỹ đã quyết định tạm đình chỉ phiên xử cựu tổng thống Donald Trump và công ty của gia đình ông vì các cáo buộc gian lận tài chính. Tờ Daily Beast đưa tin, cựu tổng thống mới đây đã gửi đơn tố cáo bà James và thẩm phán thụ lý vụ án Arthur Egoron tội bất chấp một xác lệnh của tòa án, vốn có thể thu hẹp phụ kiện. Các chuyên gia lưu ý, phiên xử vẫn có thể diễn ra vào đầu tháng 10, tùy thuộc vào phán quyết của tòa phúc thẩm. Lệnh đình chỉ xét xử của ông Freeman không áp dụng đối với phiên điều trần đã lên lịch vào ngày 22 tháng 9 của nguyên đơn và bị đơn trước thẩm phán Engerton. Ông Engerton từng nhận định quá trình xét xử có thể kéo dài tới gần dịp Giáng sinh. Các luật sư biện hộ cho ông Trump chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc, trong khi bà James tuyên bố đã sẵn sàng cho các phiên xử. Trưởng công tố New York nói đang nắm trong tay núi bằng chứng cho thấy ông Trump và các cộng sự đã nói dối trong hơn một thập kỷ về tài sản và thổi phồng giá trị tài sản dòng của ông lên tới 3,6 tỷ đô la Mỹ để có được những điều khoản tốt hơn về các khoản vay và bảo hiểm. Bà James muốn tòa ra phán quyết rằng các khai báo tài chính của ông Trump và công ty gia đình là gian lận. Trong khi đó, cựu Tổng thống và các bị đơn khác muốn tòa bác bỏ hầu hết hoặc toàn bộ cáo buộc của trưởng công tố New York. Các quan chức quân sự Mỹ và Philippines hôm 14 tháng 9 cho biết có thể xem xét mở rộng hơn nữa thỏa thuận phòng thủ chung, giúp Mỹ tiếp cận thêm các căn cứ ở Philippines. Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại các khu vực chiến lược tại nước này vào đầu năm nay, nâng tổng số căn cứ Mỹ được tiếp cận lên 9 địa điểm quân sự, theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014. 4 căn cứ mới đều nằm ở những vị trí chiến lược. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino cho biết, ông và Tư lệnh Lục quân Philippines Trung tướng Romeo Bonner Jr đã thảo luận về khả năng mở rộng số lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có quyết định cuối cùng và các bên vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Mỹ đang nỗ lực củng cố một liên minh vốn đã vững mạnh và cải thiện khả năng phòng thủ của Philippines. Mỹ đã phân bổ hơn 100 triệu đô la Mỹ để phát triển các địa điểm ở Philippines với hơn 90 dự án đã được phê duyệt tại các địa điểm mới. Phát biểu khi đi thị sát một số dự án, Tư lệnh Lục quân Philippines Romeo Browner Jr. khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh với Mỹ với những giá trị mang lại của mối quan hệ này. Ông cũng nhấn mạnh mục đích của thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện, nhân đạo và ứng phó thảm họa. Những vấn đề then chốt của mối quan hệ liên minh hàng thập kỷ giữa hai nước và không liên quan đến các mối đe dọa an ninh khu vực sự hợp tác giữa Mỹ Philippines nhằm chuẩn bị và trang bị tốt để ứng phó với những thách thức an ninh và khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước đó cũng nhấn mạnh, việc cấp cho Mỹ quyền tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn tại Philippines không nhằm mục đích gây hấn với bất kỳ quốc gia nào. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA ngày 14 tháng 9 đã thông báo bổ nhiệm một vị trí mới để dẫn dắt các cuộc điều tra về vật thể bay không xác định UFO sau khi công bố báo cáo mới về những hiện tượng lạ trên bầu trời mà chưa có lời giải thích. NASA bổ nhiệm lãnh đạo mới phụ trách bộ phận nghiên cứu về UFO nhưng không công bố danh tính để tránh nguy cơ bị quấy rối đe dọa. Ông Bill Nelson, người đứng đầu NASA nói trong cuộc họp báo ở Washington rằng đội nghiên cứu độc lập của họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các hiện tượng dị thường không xác định UAP có nguồn gốc ngoài trái đất nhưng không rõ chúng là gì nên quyết định đề cử một giám đốc mới phụ trách bộ phận này. Tuy nhiên, quá trình bổ nhiệm diễn ra trong bí mật, giám đốc bộ phận nghiên cứu UAP sẽ không được NASA nêu tên do lo ngại nguy cơ người này bị quấy rối hoặc đe dọa. Ông Nelson tiết lộ thêm rằng bộ phận có nhiệm vụ phát triển, giám sát, thực hiện tầm nhìn của NASA về nghiên cứu UAP, sử dụng chuyên môn để hợp tác với các cơ quan khác nhằm phân tích chủ đề này trong nhiều năm quốc hội mỹ đã gây áp lực với quân đội và cộng đồng tình báo để xem xét nghiêm túc các báo cáo về ufo